từ chắc toàn ra nguyên liệu, skip đi, hỏi xem nó ra cái gì. Cái gì đây? Ben Bigger. Đăng ký khiếp giờ mới đăng ký em không cài nhập x 3.14 uầy cái gì đây, ủy thác sự cố vận chuyển, ủy thác này cứ đợi tôi rồi sao được cần làm. Xin lỗi mọi người, nhà mình hơi ồn. Mọi người coi như mọi người đừng nghe thấy gì nhé. Đây rồi, đây chính là thành phố của chúng ta. Wow. Random play. Play nha. Play. Ở đây chúng ta có rất nhiều thứ hay ho. Có cả giáp. Nói chung là thành phố trông mút ở cái góc nhìn của nó hơi nhỏ. Hole, một con chó bán sushi. Mỗi ngày có thể cao kẻ may mắn một lần rồi sao, nhận được bạc hả? New eo nhiều dữ liệu quá, hết rồi. Hôm nay thật may mắn, đầu bếp khốt. Sao nữa? À, trông rất là Nhật Bổn nha. Nhưng mình rất là thích tạo hình một cái khứa này nhá. Sao vậy, đầu bếp chóp vào lỗ hổng. Cái gì đây? Cái gì đây? Một con gấu trúc. Coffee. Ui, cái này mình đá nó được này. Ê. Mua tư vấn thối tiền. Cái gì đây? Cycle cây hả? Wow. Hello and welcome. Wise, you're here. What is it? He wanted the message to be. I found a new way to source awesome new gadget. You sound just like. Wait, I'm not finished. This new path is blocked, and I. That's it. Everything my. I see. I'm not sure exactly since it's sad. Wait. The latest W engine, according to official data. Andy? Keep it down. Andy? Susie? Huh? Ultra. It's nothing. Oh, is it? Guys, hang on a sec. The boss just. Skip zoom. Lắp thử xem. Menu. Người đại diện. À, đây rồi. Trang bị cường hóa, nhấn nút cường hóa đam, kỹ năng ABCXYZ, xung kích, tỷ lệ tạo kích, bla bla. Ready for combat. Need something? Standing by. Đây là MD, đây là Nico và đây là Billy. Awaiting further instructions. Rất nhiều nhân vật. Handmaid Rena, at your service. One, two, yes, all accounted for.
thư này, không biết mình nhận được thư gì không? Không có nút nhận nhanh à? Đáng lẽ phải có nút nhận nhanh chứ. Ủa? Corin? Là sao? Là mình nhận được con bé Corin thật á? Người đại diện New. Wow. Có đặc tính khác với nhân vật này. Ừ, chết rồi, đặc tính khác mình không dùng được. Đam điện, con bé này là sát thương gì? Sát thương vật lý hả? Tiên phong. Nguyên đọc xong chỗ này chắc lòi kèn. Đam bạo kích, tỷ lệ bạo kích. Không biết cái game này nó như nào ấy. Đây là vật lý này. Còn con bé này là Ether. Thái cái gì? Vật lý này, điện này. Ok, nói chung nó cũng không nhiều lắm. Tạm thời thì là như vậy. Rồi sao? Random play. Thảo luận với Bella. Sử dụng AL. Đâu? Cũng AL của nước nào? F4. Thông qua chính kênh có thể nhận nhanh người đại diện hoặc VK Gacha hả? Chỉnh kênh giảm 50, giới hạn 5 lần, chỉnh kênh giảm 20% 5 lần. Gì đây? Tự chọn. Cái này chơi thử thôi. Đây là Gacha đúng không? Greg. Nhân vật này là nhân vật Greg. Khi Greg phát động tấn công thường hoặc tấn công lướt đánh trúng kẻ địch gây ra đam vật lý này, xây dựng một tầng điện năng, giới hạn là 8 tầng. Khi tầng điện năng đạt giới hạn, phát động chiến kỹ. Ok. E. Tấn công thường, à đây. E. Là như vậy hả? Nè à. Ủa. Ui, cái gì vậy? Ui, cái gì vậy? Nó cứ đổi người liên tục ấy. Anton, tag me in. Dangerous target detected. Heavy gunner. This enemy can deal continuous damage. Please do not test its firepower with your body. Suggestion: attack from their blind spot. Oui. Together there. I'm here. It's
Thật ra là nãy mình bấm loạn xạ hơi nhiều, chứ thật sự game này cũng không cần bấm nhanh đến vậy đâu. Bấm chậm thôi. Rút kinh nghiệm sau lần sau bấm chậm thôi, cho nó không nhanh như hôm cặp. Bắt đầu chơi thử. À, mình có thể chơi thử ở những nhân vật ở đây, nhưng mà thôi từ từ để làm content sau. Rồi chúng ta sẽ tốn băng keo. Đó, Ron ở đâu? Ron độc quyền nè. Alien tản mạng đuổi sóng. Cái gì đây? Ra tín hiệu S giới hạn và tín hiệu A. Còn 15 ngày. Chắc chắn ra tín hiệu A trở lên trong 10 lần. Chắc chắn ra tín hiệu S trong 90 lần. Ok. Vậy hai khứa này là hai khứa rank A. Còn khứa này là khứa rank S. Còn cái này là cái gì? Cái này là nguyên liệu. Cái này chắc hình như là trần phái đúng không? A trở lên 10 lần và 80 lần sẽ ra S. Chán thế. Thường trực. Cái này chắc là bên tiếp tế tân thủ. À, bên tiếp tế gia viên đúng không? Rồi cái này là rôn ấy gì? Tự chọn. Còn cái này thì rôn con bé này hả? Không, mình không thích con bé này lắm. Mình thích con bé ấy cơ rồi. Mình thích Rina. Bé này cũng được. Bé này cũng được. Nói chung là bé nào cũng được. Có trỏ được không vậy? Đùa tôi ạ. À? Đúng không vậy? Không phải. Mình được vào tự chọn. X10 này. Đâu thử xem X10 nó ra gì. Đáng lẽ ra phải nên livestream hỏi mọi người thì hơn. Gì? Cái này chắc là nguyên liệu của này. Bão từ. Chắc toàn ra nguyên liệu. Skip đi. Rồi xem nó ra cái gì. Ồ, cái gì đây? Ben Bigger. Rồi sao? Chi tiết A đây thôi. Danh sách tín hiệu. Nhìn khó đọc thế. Danh sách tín hiệu. Cái gì đây? Nhức mắt quá. X10. À, có nguyên liệu đâu. X10 là mất cái này này. Thế cái này. Cái này cũng mất cái này. À, thôi thế thì cứ mình muốn xem cái đoạn nó ra nhân vật ấy. Không skip nhá. Chiến binh người 1 ra luôn này. Rank A hay rank chắc là rank A. S rank á. S rank luôn á. Ai cũng được đúng không? Ai cũng được đúng không? Hết rồi. Chi tiết mình vẫn không hiểu cái chi tiết của nó. Loca on. Ai mà biết được. C. Wow. Ui nhiều thế. Rồi cái nào là phù hợp. Đây là con bé gây ra sát thương gì. Con bé này là sát thương hỏa. Tiên phong. Hỏa, có cái nào là hỏa không? Nó không có cái ký hiệu hỏa cho mình xem. Cái này là gì? Mặt trăng. Không phải nhân vật. À, ở đây nó có dòng chữ đỏ luôn. Tiên phong. À đúng rồi, đây là nó. Cường hóa đi. Cường hóa ở đâu? Maximum là hay như nào đây? Level 10. Hết chưa? À, mấy cái còn lại thì chưa có mở khóa mọi người. Ồ, vậy là đây là nick của mình có hả?
Ê, có nhiều ha. Có một con rank S này, một đống rank A này. Không, nó không có hướng dẫn nhỉ. Đùa. Vào bếp. Bàn làm việc. Đây hả? Hai ủy thác khác nhau, ủy thác thăm dò, ủy thác chiến đấu, trực tiếp chiến đấu và xử lý. Đang chờ hai ủy thác chiến đấu, ủy thác thăm dò và cốt truyện. Ok. Xem nào, cái này là gì đây? À, select. Ủy thác lần này khá nguy hiểm, cần chuẩn bị một chút. Hãy tăng cấp nhân vật người đại diện nào. Một đứa nữa. Chúng ta sẽ dùng con bé này đi. Không biết kết hợp với nhau như nào. Tí nữa đánh lại loạn xạ lên mà cho mà xem. Đây rồi, S rank đầu tiên của tôi. Wow, chém ra lửa luôn. Chết rồi. In addition, it can perform a series of rapid attacks. Nè đi bà nội. Nó nhiều quá. Xong rồi hả? Nó không có hướng dẫn combo nữa. Ủy thác thăm dò. Thác thăm dò là gì? Okay, đây này. Đâu để mình đọc xem nào. Kết quả năng lực. Năng lực thêm cháy lan khi trong đội có nhân vật cùng phe hoặc thuộc tính giống bản thân sẽ kích hoạt đam hỏa do chiến binh 11 gây ra tăng 10. À, con bé này thì có, vậy là phải thêm đam hỏa trợ thủ quét dọn khi trong đội có nhân vật cùng phe hoặc thuộc tính giống bản thân. Thế hả? Thế là phải dùng cùng nhau hả? Thì đam hỏa thì phải dùng đam hỏa thôi. Nâng cấp này. Hai trên ba này. Không biết nha, cái này thật sự không biết luôn.
À, cái gì đây? Condition of check, you have reached the location where no targets matching the description have been identified. Let's check the area. Shift để vào chế độ phát ngang. Có thể đến hết. Shift. Hold shift on. New route has been marked. Let's go. Ship á. À, ship để tua. We can get out of here. À. Sao không ra được? Em thì không ra được mọi người ơi. A new route has been marked. Let's go. Ok, đánh tiếp nè. Dangerous target detected. Suggestion: attack while it is close. When its core lights up, please move away as quickly as possible.